Anh em này, đây làm hai xong cháo to tướng này, nên toàn là cơm thừa canh cặn thôi. Toàn là cơm nguội để lại. Đây. Tôi đun hai xong cháo để làm thêm mẻ để đi câu. Nói thật anh em mà cứ có thời gian ấy, tốt nhất là mình tự làm mẻ được thì nó tốt. Hai mẻ nó chất lượng. Nên cả nó bây giờ đi mua nếu mà tính ra tần này nó phải mấy trăm nghìn đấy. Không phải ít đâu. Đấy, như trên này người ta bán nó 30.000 mà cái mẻ không được đặc như này đâu, không được đặc như cháo như này đâu. 30.000 đấy là người ta pha ra nữa rồi, được khoảng tầm hơn 2 bát con, cho là 3 bát con đi, 3 bát con là tính ra 30.000, 10.000 bát. Anh em đong hai cái xong này xem được bao nhiêu bát. Mà trong khi đấy cái cơm thừa nó rất không biết làm gì cả, gà qué thì không có. Đấy, thi thoảng làm một hũ như này. Đây tôi chuẩn bị một cái hộp to này, to hơn hôm trước rất chỉ là nhiều. Đây mẹ cũ đây, cái hộp bé này, hộp này to hơn này, tại vì hôm qua nó thừa khá như là nhiều cơm nguội đấy. Có gì đâu, cho nước lã vào rồi đun tầm 30 phút nó sệt sệt ra là được đấy. Ok, không cần sạch sẽ quá. Rồi tôi sẽ cho một nửa mẻ cũ xuống dưới đáy cháo ở giữa và một ít mẻ cũ ở trên để cho nó ngấu. Đây hai xong cháo nó chỉ là lớn. Hai cái xong cháo này to như thế này. Nên anh em phải biết rằng cái hộp này nó to như thế nào. Khi quay phim thì nhìn nó rất nhỏ thôi. Nhiều anh em mà quay phim cứ kêu là con cá này chỉ khoảng 1 cân, 2 cân hoặc 3 cân chẳng hạn. Thế anh em nào mà cứ quay phim rồi lâu rồi thì biết. Anh em phải trước khi mà nhìn con cá ấy, hoặc là cái gì đấy anh em hãy so sánh với cả chân tay người ta cầm. Anh em sẽ rõ được cái trọng lượng kg của nó. Thế thôi. Còn nhìn bằng mắt thường thì rất nhỏ. Đây ví dụ cái lọ này nó rất chi là nhỏ. Thế nhưng mà khá lớn đấy. Ở ngoài nhìn nó rất chi là lớn đấy. Không nhỏ đâu. Chết rồi. Ở trên thì tôi sợ nó nguội rồi nhưng mà quên là chưa nguấy dưới, nguấy nó vẫn còn rất chi là nóng anh em ạ. Kiểu này khả năng là mẻ dưới chết rồi, tí tôi phải đi mua mẻ tôi nhồi lên trên.
năng cái bình này cũng không chứa hết được đâu. Khả năng phải hai bình rồi. Ở đằng nào nóng như này đổ vào thì nó cũng chết thôi. Để tôi đổ luôn vào cho nó nguội vậy. Rồi, chiều tôi mua mẻ tôi cho lên trên đây. Cho tạm ra đây, tí tôi mở lắp ra để cho nó nguội. Rồi, cho nốt vào đây thôi. À, ok, hẳn là hai hộp to tướng, sợ thật, như kiểu đó là mẻ để đi bán ấy anh em ạ. Đấy, làm mẻ nó cũng không quá khó. Ra mua chút cái mẻ sống nữa cho vào.